tiêu ngay. Nguy hiểm. Cơ hội từ đường truyền. Pha ngăn chặn tuyệt vời. Người thực hiện pha đánh mặt này sẽ là Ribéry. Tán bóng đi. Một pha phạt bóng của Hernandez. Họ nên sút bóng tầm thấp. Gladen Sidov. Lukas Podolski. Ồ, thật dễ dàng cho thủ môn. Lewandowski có thể phối hợp. Sami Khedira. Những pha bật khá đẹp mắt. Phán đoán chính xác, Neuer đã ôm bóng trong tay. Những người hộ vệ của khu vực 16m50 đang chơi rất chắc chắn. Michael Ballack. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Nguy hiểm. Và đây là cú sút. Cầu đã dướng người hết sức và đã cản được. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là De Bruyne. Một pha ném biên để triển khai tấn công rất nhanh. Chỉ cần một cú tấn bóng để qua đó. Anh ta có kỹ năng xử lý bóng tuyệt vời. Lorenzo có thể tạt bóng ngay bây giờ. Lewandowski đột phá. Một pha dốc bóng đầy kỹ thuật đánh bại đối phương. Rất căng thẳng. Người đã sút rất tốt nhưng không trúng mục tiêu. Michael Ballack. De Bruyne. Anh ấy đã cướp được bóng. Rất tốt. Sút. Và đây là cú sút. Đây rồi, bàn thắng. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Goretzka bật tường. Trận đấu tiếp tục. Đá phạt nhanh. Vâng, đó là một đường truyền thông minh cho đồng đội. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng. Chỉ có một bàn được ghi thôi. Hiệp 2 bắt đầu. Frank Ribéry. Jerome Boateng vừa có pha bóng lên.
Sevilla. Jerome Boateng, Frank Ribery, Goretzka. Thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Kuruski đột phá. Đẹp lắm, đánh đầu rất chuẩn. Đó là một pha ghi bàn đặc biệt. Đây rồi, sau khi gặp xe cho chúng ta thấy được rõ bàn thắng này hơn. Vâng, nó đến từ một tính căng ngang rất sớm từ cầu thủ kiến tạo. Hãy xem được bàn thắng này. Đó là cú đánh đầu cực kỳ hiểm hóc. Gia tăng khoảng cách trên thành 2-0. Cơ hội. Sút đi. Vào. Anh có thể thấy điểm này quan trọng đến thế nào. Họ đang nỗ lực rất lớn để giữ lại niềm tin trong trận này. Vâng, có thể thấy họ mất tự tin như thế nào trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên với bàn thắng này tôi có thể khẳng định niềm tin của họ sẽ quay lại. Zero for them. Michael Ballack. Và anh ta đã giữ được bóng sau pha tranh chấp trên không đó. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Michael Ballack. Goretzka. Zero Boateng. DeAndre Yedlin. Zero Boateng. De Bruyne. Robert Lewandowski. Ed Mohammadi. Một cú sọc bóng rất mạnh và đá cứ đổ bóng. Ed Mohammadi. Laren Kirov. Cần phải tắt ngay. Như vậy là sẽ có một quả phạt đền ngay bây giờ. Đây thật sự là một cơ hội tuyệt vời dành cho họ nếu như muốn gia tăng cách biệt. Đúng vậy, trận đấu này căng thẳng đến nghẹt thở, nhưng nếu dẫn trước hai bàn cách biệt thì họ sẽ có thể thi đấu chiến cơ đối thủ của mình. Rất căng thẳng, nhưng giờ bàn thắng cũng đã được ghi từ chấm phạt đền. Tuyệt đối, bàn thắng tuyệt vời, rất quyết đoán. 3-1 trên bảng tỷ số, chúng ta sẽ bắt đầu lại trận đấu. Một pha chuyền qua chuyền lại giữa hai cầu thủ. Frank Ribery. Vâng, bây giờ đối thủ đã ở đây, họ nên làm tốt hơn. Kedira. Lukas Podolski. Anh ấy có thể sút. Và ngăn chặn tuyệt vời. Goretzka. Có cơ hội ngay bây giờ. Ôi, bóng đã được giữ lại. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Khedira. Ed Mohammadi. De Bruyne. Nó nên là đường truyền. Lucas Hernandez. Tỷ số
cuối cùng của trận đấu là bạn. Rất nhanh. Wow, bàn thắng tuyệt đẹp của Poloski. Đó là cú sút đầu tiên của trận đấu và thật không thể tin được bóng đã bay thẳng vào lưới. Anh ta dứt điểm quá tinh tế, bóng đi chính xác, uy lực và tìm đến ngay góc dưới cầu môn. Bàn thắng rất đẳng cấp. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khu giữa sân. Họ đã kiểm soát bóng với pha đánh đầu đó. Rất trống trải. Chuyền bóng lại. Vâng, đúng như vậy, thật dễ dàng khi thủ môn với pha bóng đó. Anh ấy chơi rất tốt và đang chơi phòng thủ rất kín kẽ. Trọng tài đã cho hưởng lợi thế. Bây giờ quyền kiểm soát đã thay đổi. Nguy hiểm. Sami Khedira ghi bàn. Vâng, đây là anh chàng đội trưởng, một pha ghi bàn mẫu mực. Yeah, anh ấy xuất hiện bất ngờ tại thời điểm đó và anh ấy làm được điều đó nhiều hơn một lần trong sự nghiệp của mình tại câu lạc bộ này. Tỷ số được đưa lên 2-0. Một cú sút bóng rất mạnh và đá cứ đầu bóng. Bắt rất tốt, một cú sút tầm thấp. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Khedira. Và họ vừa giành được bóng, họ lại làm mất nó rồi. Những pha bàn bật khá đẹp mắt. Đây rồi. Vâng, đó là một đường chuyền thông minh cho đồng đội. Pedro việt vị rồi, rất đáng tiếc. Nếu không đó sẽ là một tình huống đe dọa khung thành đối phương. Sami Khedira. Miroslav Klose. Sami Khedira. The Green. Một pha chuyền qua chuyền lại giữa hai cầu thủ. Không ai ngăn cản. Goretzka.
giờ quyền kiểm soát đã thay đổi. Nhìn vào cái góc rõ ràng. Miroslav Klose. Trận đấu sẽ tiếp tục từ tình huống đá phạt này. Sami Khedira. Rất nhiều đường chuyền. Các bóng vào đi. Lukas Podolski. Đẹp lắm, đánh đầu rất chuẩn. Đó là một pha ghi bàn đặc biệt. Ghi bàn thế ngay với pha quay trọng. Đó là pha tạt bóng rất tốt đến từ phía bên cánh trái. Hãy xem lại bàn thắng này. Đó là cú đánh đầu cực kỳ hiểm hóc. Một đội bóng liên tiếp cuối trận đấu hôm nay. Trận đấu một chiều. Theo Hernandez, Goretzka. Có cơ hội. Ôi, bóng đá được giữ lại. Tuyệt vời một bàn thắng vô cùng đẹp mắt của Kevin De Bruyne. Đó là bàn thắng với chất lượng hàng đầu. Không có nghi ngờ gì về điều đó. Đó là một bàn thắng tuyệt vời. Chỉ là nhắc nhở, tỷ số hiện tại là 3-1. Goretzka. Hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu chính thức bắt đầu. Đó nên là một cơ hội. Tuy nhiên đã bắt được bóng. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Khedira. Hãy cùng theo dõi tình huống này. Một pha đấm bóng từ thủ môn. Sami Khedira. Đối phương đã lấy được bóng sau pha va chạm mạnh. Thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Fernando Torres. Miroslav Klose. Theo Hernandez. Goretzka. Họ có khoảng trống ở cánh, đây là cơ hội để họ tấn công. Rất tốt, một pha đột phá rất tốt. Và anh ấy đã lấy bóng vào một pha can thiệp rất tốt. Lukas Podolski. Bây giờ quyền kiểm soát đã thay đổi. Goretzka. Cú dứt bóng rất tốt và đá đúng quyền kiểm soát bóng. Fernando Torres. Green.
Miroslav Klose. Rất nhanh. Và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Goretzka. Một pha đấm bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Và ngày ấy đã áp sát rất nhanh, bóng đá ra ngoài sân. De Bruyne. Pha cản phá, cú sút tốt của Jerome Boateng. Thời gian bù giờ sẽ là 2 phút. Andrei Yedlin. Trọng tài đã nổi còi trước trận đấu với kết quả